Người thành công họ sẽ dạy con của mình bằng cách như thế nào? Và đây cũng là một cái câu hỏi mà Phúc hỏi bản thân của mình. Bởi vì Phúc cũng có con nhỏ các anh chị. Và Phúc cũng biết rằng hầu như tất cả các gia đình chúng ta đều có con. Và mong muốn rằng con của mình sẽ trở nên tốt hơn, sẽ trở nên là một cái con người thành công khi mà đón nhận được những cái lời dạy của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thường được dạy là gì? Con hãy học thật giỏi và sau này con sẽ trở nên thành công. Và chúng ta cũng lấy chính cái tư duy này để dạy con của mình. Nhưng thực tại hiện tại, trong hiện tại thì các anh chị thấy điều gì? Bản thân của Phúc từng nghĩ và bậc phụ huynh các anh chị ở đây cũng đang chạy đua theo một cái việc rằng cho con của mình học rất là nhiều thứ. Rồi là gì ạ? Cho con của mình học hầu hết là thời gian trong ngày, thậm chí kể cả những cái ngày cuối tuần, đúng không chị? Và con của mình không có tuổi thơ, mình cũng không biết rằng là con của mình nó đang mong muốn cái điều gì. Các anh chị biết rằng hiện tại chúng ta có cái khoản thu nhập là gì? Những cái khoản thu nhập ở cái mức thấp ha, đa số là như vậy. Đối với những cái phụ huynh họ có cái khoản thu nhập tương đương với những cái người thành công thì ở đây cũng không nói, nhưng đối với những bậc phụ huynh mà chúng ta đang có cái khoản thu nhập là 5 triệu, 7 triệu hay 10 triệu một tháng, vậy thì sao? Chúng ta đang ở một mức cái tư duy của cái khoản thu nhập đó, và chúng ta áp cái tư duy của chính bản thân của mình vào cho cái việc phát triển của con, vào cho cái việc thành công của con, thì đó là một cái điều nó chưa có đúng đắn ở đây các chị nhé. Vậy thì hãy làm như thế nào để chúng ta trở thành một cái người cha, người mẹ, một cái bậc phụ huynh thông thái? Và đây cũng là một cái bài học và Phúc muốn gửi tặng để cho các chị em cùng tham khảo ha. Thì bài học cái điều đầu tiên đó là hãy cùng ngồi với con, đồng hành với con để chúng ta hỏi con rằng con mong muốn cái điều gì. Có phải như lúc nhỏ chúng ta từng bộc phát lên, chúng ta nói rằng lớn lên con sẽ trở thành một siêu nhân, giải cứu thế giới, rồi chúng lớn lên con sẽ trở thành cái này cái kia. Và nó nói trong một cái sự vô tư hồn nhiên, nhưng tất nhiên đó là cái mong muốn của con. Và sau này một cái giai đoạn nó lớn lên, ở giai đoạn này, ở giai đoạn kia, nó lớn lên dần dần từng giai đoạn của con của mình như vậy. Chúng ta cũng hỏi con những cái điều nó mong muốn, chúng ta khơi gợi lại những cái ước mơ của nó ha, để chúng ta hiểu được rằng con của mình nó mong muốn điều gì và định hướng cho con. Hai mà rất là đặc biệt để giúp cho sự thay đổi của con đó là cái gì? Hãy cài đặt tiềm thức cho tương lai của con mình nhé. Thì trong cái kiến thức này nó sẽ có một cái video để mà các anh chị ứng dụng, cũng như là các anh chị hiểu về cái cách cài đặt tiềm thức như thế nào cho con của mình để con của mình có một cái tương lai của những cái người thành công với anh chị nhé. Anh chị nào muốn thì nhắn cái video này thì Phúc sẽ gửi tặng cho các anh chị. Và cái bước thứ ba mà các anh chị cần làm cho cái việc này đó chính là hãy là người làm gương và truyền cảm hứng cho chính bản thân của mình, cho con của mình. Bởi vì sao? Con của mình sẽ tiếp xúc với ai nhiều nhất? Đó là chính mình, đó là những người thầy cô giáo, đó là môi trường xung quanh cuộc sống của nó. Nhưng mỗi ngày nó thấy những cái hành động gì về người cha, người mẹ của nó thì nó sẽ bắt chước y như vậy. Đó là tiềm thức của nó sẽ tiếp nhận những hành động đó các chị ha. Vậy thì thay vì giúp cho nó trở nên thành công ở tương lai của nó, ở hiện tại của nó, thì chúng ta phải là cái người làm gương, có những cái hành động cũng như là những cái thói quen của người thành công. Các chị nào mong muốn nhận được điều này hoặc cùng đồng hành phát triển với Phúc để tạo dựng một cái tương lai cho bản thân của mình cũng như là cho con của mình, thì các chị có thể ấn ngay vào phần bio dưới avatar của Phúc để nhận được điều này các chị nhé.